câu hỏi này, đó là nếu mà Quang Hải ra nước ngoài thi đấu liệu có ảnh hưởng gì đến kế hoạch trong sắp tới của ông không ở SEA Games và đội tuyển thế nào ở AFF Cup? Spotify 기자인데요. 광 하이가 만약 해외 진출을 한다 그러면 시게임 들었고 연말에 뭐 순급 대회 들었고 팀한테 영향을 주는 것은 당연히 영향을 주겠지. 명예는 광 하이지? 광 하이만큼 뭐 공 지금 베트남에서 유명한 공격수가 있느냐? 다른 지 có cái cầu thủ nào mà chúng ta có thể nói về mặt ở cái vị trí của Quang Hải, cầu thủ tấn công làm gì có cầu thủ nào xuất sắc hơn Quang Hải? 뭐 그거는 베트남 축구협회가 계약하기 전에 미리 뭐 해외 진출을 한다 그러면 계약서에 뭐 어떤 사항을 적용시키든지 그거는 내가 할 문제가 이거는 협회가 행정으로 처리해야 될 문제로 생각한다. 또는 이제 chắc là liên đoàn cũng sẽ cũng sẽ có những cái tham vấn hoặc là những cái nội ý kiến để cái việc mà ký hợp đồng của Quang Hải làm thế nào, những cái nội dung đó để có thể đưa vào những cái hợp tham vấn để làm thế nào bạn có thể là đưa vào những hợp đồng của bạn đó. Thì tất nhiên cái việc đó là việc của liên đoàn, những việc của tôi. Thế là đầu tiên Arnold Smith lên đội tuyển Việt Nam thì ông đánh giá thế nào về cầu thủ này, và cầu thủ này thì chưa biết tiếng Việt thì ông làm thế nào để có thể là khắc phục cái giới hạn là khắc phục cái tiếng ngữ được không? Bạn đó tên là Duy nhá, không phải Smith đâu nhá, bạn tên là Duy. Cái thứ hai nữa là vấn đề giao tiếp chẳng vấn đề gì đâu, tôi biết tiếng Việt đâu, tôi vẫn giao tiếp được. Cái 친구는 뭐 영어도 조금 영어도 잘하고. Bạn nói tiếng Anh giỏi. 그다음에 베트남어도 어느 정도는 일반적인 거는 나 깊은 이야기 말고는 다 소통되더라. 그러니까 tiếng Việt nữa thì không phải là nói chuyện được những câu chuyện sâu cao siêu thôi, chứ còn những cái giao tiếp đơn giản của Smith là được. 어제 인사말로 내가 베트남어로 인사말을 하라 그랬더니 인사말로 대답을 했다. Hôm qua thì tôi có giới thiệu bạn ấy, tôi nói là Smith bây giờ nói tiếng Việt cho cả đội nghe coi, bạn nói tiếng Việt được. 뭐 내가 볼 때 뭐 그렇게 뭐 깊은 연인관계 사이가 아니라면 그 정도로 선수들끼리는 그런 건 충분히 대화 소통에는 문제 없다고 생각한다. 그러니까 nếu mà trình độ tiếng Việt thì trình độ đó chắc là cũng đủ giao tiếp với các cầu thủ với nhau, trừ khi phải nói chuyện sâu chuyện yêu đương gì đó thì không sao.